Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin thế giới vừa rồi của chúng tôi. Và bây giờ xin mời quý vị trở lại với phần tin Hoa Kỳ với bản tin đầu tiên. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ cho biết lệnh phong tỏa đã giúp cho Hoa Kỳ tránh gần 5 triệu ca bệnh. Theo một nghiên cứu vừa được công bố vào thứ Hai ngày 8 tháng 6, các lệnh đóng cửa cơ sở kinh doanh không thiết yếu và lệnh yêu cầu người dân ở tại nhà trong hơn 2 tháng vừa qua đã giúp cho Hoa Kỳ tránh được gần 5 triệu ca nhiễm COVID-19. Theo báo cáo nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học UC Berkeley, đã đánh giá xem hành động của các chính phủ ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ lây lan virus tại 6 quốc gia gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nam Hàn, Ý, Pháp và Iran. Và nghiên cứu cũng cho thấy các nước này đã tránh được 62 triệu ca nhiễm COVID-19, bao gồm cả 4.8 triệu trường hợp tại Hoa Kỳ. Bằng cách ban hành các lệnh phong tỏa, tại Hoa Kỳ, vùng vịnh San Francisco là khu vực đầu tiên ban hành lệnh ở nhà vào ngày 16 tháng 3. Và 3 ngày sau đó thì Thống đốc Gavin Newsom của California cũng trở thành thống đốc đầu tiên yêu cầu áp dụng lệnh ở tại nhà cho toàn tiểu bang. Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ đang lên cao kỷ lục như hiện nay, và các ca bệnh mới mỗi ngày bắt đầu ổn định, nhiều tiểu bang đang dần nới lỏng các lệnh cấm đoán và tái mở cửa nền kinh tế. New York, một trong các tiểu bang bị COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhất tại Hoa Kỳ, đã bắt đầu mở cửa trở lại vào thứ Hai. Vẫn tin liên quan tới coronavirus, tin biểu tình đẩy nhanh đợt bùng phát thứ Hai tại Hoa Kỳ. Trong khi các tiểu bang đang dỡ bỏ nhiều hạn chế hơn và nhiều người Hoa Kỳ đổ ra đường để tham gia phong trào biểu tình, thì gần một nửa các tiểu bang của Hoa Kỳ đã ghi nhận nhiều các ca mắc COVID-19 mới. Và theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, hơn 1.9 triệu người Hoa Kỳ đã bị nhiễm bệnh và hơn 110.000 người đã chết chỉ sau hơn 4 tháng. Trên toàn quốc, 22 tiểu bang đang ghi nhận sự gia tăng của các ca bệnh. Và trong khi đó thì khoảng 20 tiểu bang khác đang chứng kiến sự sút giảm và 8 tiểu bang đang giữ ở mức ổn định. Florida là một trong những tiểu bang có số ca mới lớn nhất trên Hoa Kỳ. Số trường hợp mới được báo cáo mỗi ngày đã tăng trung bình khoảng 46% trong tuần vừa qua, khi tiểu bang này đang trong giai đoạn 2 để mở cửa trở lại hoàn toàn. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết đang theo dõi chặt chẽ các cuộc biểu tình. Giám đốc CDC bác sĩ Robert Redfield cho biết hồi đầu tháng này rằng những người biểu tình nên tiến hành làm xét nghiệm COVID-19. Quay sang một bản tin khác là tin cựu cảnh sát gây ra cái chết của George Floyd trình diện tại tòa. Tòa án đã ấn định mức tiền tài ngoại cho cựu cảnh sát Derek Chauvin là 1.25 triệu Mỹ Kim hoặc 1 triệu Mỹ Kim nếu ông đáp ứng một số điều kiện trong vụ án liên quan đến cái chết của ông George Floyd vào ngày 25 tháng 5. Ông Chauvin, 44 tuổi, bị truy tố tội giết người ở mức độ 2. Người cựu cảnh sát này hầu như không nói gì trong buổi trình diện dài 11 phút trước thẩm phán Dennis Riley của Hennepin County hôm thứ Hai. Buổi trình diện được chiếu qua mạng từ nhà tù an ninh tối đa Oak Park Heights của tiểu bang. Ngoài tiền tội ngoại thì ông Chauvin còn phải cam kết sẽ không rời tiểu bang nếu không được cho phép và phải trình diện điều đặn với nhà chức trách. Một số điều kiện khác của ông Chauvin bao gồm không được làm việc trong lĩnh vực an ninh, không được mang vũ khí, không được xin giấy phép mang vũ khí và không được tiếp xúc với gia đình nạn nhân. Phiên trình diện kế tiếp của ông diễn ra ngày 29 tháng 6. Và bản tin tiếp theo có thể là một bản tin vui cho giới hâm mộ thể thao. US Open đề xuất phương án mới để giúp giải đấu có thể diễn ra. Trước nguy cơ phải hủy bỏ về tình hình dịch COVID-19, thì ban tổ chức giải quần vợt Hoa Kỳ US Open 2020 đang tìm ra những phương án tối ưu nhất để giúp một trong bốn giải Grand Slam lớn nhất trong năm này có thể diễn ra. US Open 2020 có thể sẽ không cho phép khán giả vào sân để bảo đảm an toàn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Hoa Kỳ vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp. Bên cạnh đó thì phương án mới nhằm đảm bảo tối đa sự an toàn cho các tay vợt tham gia cũng như toàn bộ giải đấu là trước khi đến New York thì các tay vợt tham dự giải cùng ít nhất
ít người nhất có thể và phải có chứng nhận âm tính với COVID-19. Trong mỗi trận đấu thì sẽ có ít trọng tài hơn, chỉ giữ lại một trọng tài chính và một trọng tài viên. Ngoài ra, nhiệm vụ nhặt bóng giờ sẽ được đảm nhiệm bởi những người lớn chứ không phải là các cô bé cậu bé nữa. Giải quần vợt Hoa Kỳ US Open 2020 diễn ra từ ngày 31 tháng 8. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết thuốc điều trị Remdesivir sẽ hết vào cuối tháng 6 này. Bác sĩ Robert Kallis, giới chức của Bộ Y tế cho biết nguồn cung thuốc Remdesivir, loại thuốc duy nhất có tác dụng chống lại COVID-19, sẽ hết vào cuối tháng 6 này. Lô thuốc cuối cùng của chính phủ Hoa Kỳ sẽ được gửi vào ngày 29 tháng 6. Gilead Sciences, công ty sản xuất thuốc, đang cố gắng để sản xuất thêm, nhưng không rõ số lượng sẽ là bao nhiêu. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA đã cấp phép khẩn cấp cho Remdesivir vào tháng trước. Ông Kallis cho biết, chính phủ đã cố gắng giúp cho Gilead vượt qua một số thách thức trong chuỗi cung ứng về nguyên liệu thô và có thể đẩy nhanh quá trình sản xuất. Nhưng bất kể nguồn cung có thể là gì, có thể không đủ thuốc cho tất cả những người cần tới nó. Quay sang một bản tin khác là tin không có bất kỳ ai bị thiệt mạng trong 24 tiếng đồng hồ qua ở tại Tây Ban Nha. Theo kết quả sơ khảo mới nhất cho thấy thì không có bất kỳ một ai bị thiệt mạng vì COVID-19 trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua ở tại Tây Ban Nha. Bộ Y tế quốc gia vào cùng ngày loan báo đây là ngày thứ hai tỷ lệ tử vong vì coronavirus đứng vững ở mức 27.136 người. Và được biết trong khi đó thì đã có thêm 42 trường hợp lây nhiễm mới được ghi nhận trong ngày Chủ nhật, thấp nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát hồi cuối tháng 2. Tính đến nay, đã có tổng cộng 241.717 người xét nghiệm dương tính do đại dịch đang dần được kiểm soát, nên chính quyền Madrid đã cho phép mở cửa một số trường học, nhưng không phải học sinh nào cũng có thể tới trường. Thứ hai, ngày 8 tháng 6 cũng chính thức đánh dấu thời điểm mở cửa nền kinh tế trong giai đoạn thứ hai ở tại Tây Ban Nha. Kính thưa quý vị, một lần nữa xin quý vị tiếp tục giữ băng tần 14.5 của đài CBN. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam và đời sống sau đây.